Thưa quý vị, sáng qua ngày 28 tháng 11, Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Tường vụ Đảng ủy khối các cơ quan Trung ương tổ chức hội nghị tổng kết công tác dư luận xã hội năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 và tập huấn nghiệp vụ công tác dư luận xã hội. Báo cáo tổng kết đã đánh giá những kết quả nổi bật trong thực hiện công tác dư luận xã hội và hoạt động của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội cấp Trung ương, các cấp trong Đảng bộ khối và toàn quốc rút ra những kinh nghiệm hay, cách làm sáng tạo, khắc phục những mặt hạn chế, yếu kém, tiếp tục quán triệt thực hiện kết luận 100 của ban bí thư để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác tư tưởng trước tình hình mới, từ đó xác định phương hướng nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tham mưu và thực hiện công tác nghiên cứu, nắm bắt, dự báo, định hướng dư luận xã hội, qua đó giúp các báo cáo viên vận dụng sáng tạo trong công việc chuyên môn của mình thời gian tới. Hội nghị sẽ diễn ra đến hết ngày 29 tháng 11. 22 sáng kiến sẽ được trao giải trong chương trình Sáng kiến vì cộng đồng lần thứ tư được tổ chức vào Hà Nội, được tổ chức vào tối nay ngày 29 tháng 11 tại Hà Nội. Ngay trước thềm lễ trao giải chiều qua, ban tổ chức đã tổ chức hội thảo chia sẻ các sáng kiến vì cộng đồng, nhân rộng và kết nối nhằm kết nối các sáng kiến khả thi với các doanh nghiệp, các tổ chức và cá nhân. Bởi đây chính là dịp mở ra cơ hội hợp tác, biến những sáng kiến thành các dự án thiết thực, hiệu quả hướng đến phụng sự cộng đồng vì lợi ích cộng đồng. Với 150.000 đồng mỗi tháng, 1 triệu 450.000 đồng mỗi năm, mỗi nhà hảo tâm có thể nuôi được một em bé học sinh từ tầm nhìn nhỏ đến một sức mạnh lớn. Hệ sinh thái nuôi em của tác giả Hoàng Hoa Trung hình thành nên cộng đồng lên tới 60.000 nhà hảo tâm. 60.000 nhà hảo tâm nghĩa là có 60.000 học sinh được nuôi dưỡng. Trên khắp 18 tỉnh thành, có 357 công trình trường học được xây dựng với tổng giá trị 80 tỷ đồng. 18 triệu bữa ăn trong 2 năm với tổng giá trị gần 200 tỷ đồng đang và sẽ được thực hiện. Không dừng lại, nuôi em còn đang được triển khai ở hai quốc gia khác là Campuchia và Kenya. Nuôi em có một cái mô hình rõ ràng và mọi người đều được cảm nhận được cái sự minh bạch ở trong đó. Khi mà họ được biết họ đang nuôi ai, họ được thầy cô giáo cắm bạc của em nhỏ đó cập nhật thông tin hàng tháng, họ được lên thăm trực tiếp em nhỏ đó thì họ cảm thấy rằng là họ có thể thử 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 nuôi năm đầu tiên họ họ thử đi thăm em nhỏ đó thì khi mà họ đã tin tưởng rồi thì họ chia sẻ rất là mạnh mẽ hệ sinh thái nuôi em của Hoàng Hoa Trung chàng trai sinh năm 1990 từng đạt gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2019 giải thưởng tình nguyện quốc gia 2017 và là một trong những gương mặt của Forbes Việt Nam xứng đáng giành giải A cuộc thi vì những giá trị hiện thực mang lại cho cuộc sống điểm khác biệt của cuộc thi năm nay đó chính là các sáng kiến đã đưa ra các giải pháp hữu hiệu, hiệu để triển khai trong cuộc sống những cuộc thi lần trước thì chúng tôi nhận được nhiều những cái gọi là ý tưởng, mà đây chưa phải là giải pháp được thực hiện trên thực tế. Hai cái tiêu chí cao điểm, một là cái tính khả thi và, và cái tính nhân rộng, và tiếp theo là cái tính lan tỏa về mặt cộng đồng. thì lần này những cái giải pháp và cái sáng kiến đạt giải nó thể hiện ở hai cái tiêu chí đó rất là rõ rệt. Chương trình tạo ra hiệu ứng tốt, giúp các sáng kiến hỗ trợ cộng đồng ngày càng được nhân lên sâu rộng mạnh mẽ hơn bởi chính như buổi hội thảo là cơ hội để ý tưởng, dự án và nhà đầu tư gặp nhau. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có công văn gửi sở y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bệnh viện, viện trực thuộc bộ, các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc và các đơn vị về việc bảo đảm cung ứng thuốc phòng chống dịch bệnh và nhu cầu sử dụng thuốc trong dịp Tết Dương Lịch và Tết Nguyên đán Quy Mão 2023. Công văn của cục quản lý dược yêu cầu các sở y tế trực thuộc trung ương chỉ đạo các bệnh viện, trung tâm kiểm soát bệnh tật trực thuộc sở khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai dự trữ thuốc, cùng với đó, sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, bảo đảm chất lượng và giá thành hợp lý, không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến, chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19 thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán cũng như thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông xuân đồng thời chỉ đạo các bệnh viện các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và tăng cường các biện pháp quản lý không để xảy ra tình trạng tăng giá đột biến vào dịp nghỉ lễ kéo dài và khi bùng phát dịch bệnh thanh tra sở y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác thanh tra kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất kinh doanh xuất nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả thuốc kém chất lượng thuốc không được phép lưu hành găm hàng tăng giá và xử lý nghiêm các trường hợp được phát hiện các doanh nghiệp, nhà thuốc kinh doanh thuốc trên địa bàn tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24 trên 24 giờ và công bố thông tin rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng để kịp thời đáp ứng các nhu cầu thuốc của người bệnh, không được đầu cơ tăng giá thuốc trong dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão 2023. Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết một nghiên cứu của Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với bệnh viện bệnh nhiệt đới và đơn vị nghiên cứu lâm sàng Đại Oxford thực hiện vào tháng 9 năm 2022 cho thấy có hơn 98% người dân Thành phố Hồ Chí Minh có kháng thể phòng ngừa Covid-19. Tháng 9 năm 2022, nhóm nghiên cứu đã tiến hành chọn ngẫu nhiên trên 839 đối tượng. Nhóm nghiên cứu đã được thu thập mẫu huyết thanh để tiến hành đo các kháng thể. Kết quả cho thấy có đến 98,7% người dân đã có kháng thể kháng protein S từ tự nhiên hoặc đã tiêm vaccine. Lãnh đạo Sở Y tế cho biết, nhóm nghiên cứu sẽ tiếp tục khảo sát diễn tiến huyết thanh học cộng đồng trong đợt tháng 12 năm 2022 và mối liên quan giữa dữ liệu và kháng thể với mức độ nặng của bệnh theo các nhóm độ tuổi trên địa bàn thành phố để có thể xem xét đánh giá thêm mức độ hiệu quả của miễn dịch cộng đồng đối với SARS-CoV-2. Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Hải Dương phối hợp với các đơn vị tổ chức trao kinh phí hỗ trợ học tập cho 753 học sinh có hoàn cảnh khó khăn năm học 2022-2023 với tổng trị giá là gần 1,7 tỷ đồng. 753 học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các huyện Thanh Miện, tứ kỳ, Thanh Hà và thành phố Hải Dương được hỗ trợ ở kinh phí học tập, trong đó 269 học sinh tiểu học mỗi em được hỗ trợ 1,5 triệu đồng, 351 học sinh trung học cơ sở mỗi em được hỗ trợ 2,5 triệu đồng và 133 học sinh trung học phổ thông mỗi em được hỗ trợ 3 triệu đồng, tổng kinh phí hỗ trợ là gần 1,7 tỷ đồng. Kinh phí hỗ trợ được trao trực tiếp đến từng học sinh, mang ý nghĩa động viên tinh thần lớn với các em, giúp các em tự tin tiếp tục phấn đấu vươn lên học tập tốt. Sáng qua tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn phối hợp cùng nhóm quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu SIGIA tổ chức diễn đàn tăng cường áp dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để thúc đẩy phát triển nông nghiệp bền vững, giảm phát thải, ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong thời gian qua, với sự giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, trong đó nhóm quan hệ đối tác chiến lược toàn cầu SIGIA đã hỗ trợ nông nghiệp Việt Nam trong các lĩnh vực canh tác lúa, rau quả, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản. Thông qua các mô hình được áp dụng khoa học công nghệ và sản xuất theo chuỗi giá trị đã giúp Việt Nam sớm đạt được mục tiêu tăng trưởng xanh trong nông nghiệp. Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Việt Nam là một trong những quốc gia bị tác động mạnh mẽ nhất do biến đổi khí hậu, đặc biệt là đồng bằng sông Kiều Long, một trong ba đồng bằng trên thế giới dễ bị tổn thương nhất bởi nước biển dân. Ngành nông nghiệp Việt Nam rất cần sự đồng hành hỗ trợ của các nhà tài trợ, đối tác quốc tế để cùng hợp tác phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, thúc đẩy ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và sản xuất nông nghiệp bền vững, thích ứng và giảm nhẹ tác động của biến đổi khí hậu. Sở Tài nguyên và Môi trường Thành phố Hồ Chí Minh vừa có văn bản gửi Ban quản lý các dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố liên quan tới công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư dự án đối với dự án vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh. Văn bản của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết giá đền bù đất ở để làm dự án đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh cao nhất hơn 40 triệu đồng một mét vuông. Theo quy hoạch đường vành đai 3 thành phố Hồ Chí Minh, số hộ bị ảnh hưởng là khoảng 1.670 trường hợp, trong đó 663 hộ có nhà bị giải tỏa trắng. Dự toán do 4 địa phương lập đơn giá bồi thường đất ở sẽ từ hơn 18 triệu đồng một mét vuông đến hơn 40 triệu đồng một mét vuông. Đơn giá bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi đất trồng cây lâu năm được tạm tính từ 3,8 triệu đồng một mét vuông đến 8,2 triệu đồng một mét vuông. Đơn giá bồi thường và hỗ trợ chuyển đổi nghề đất trồng cây hàng năm có thể nằm trong khoảng 3,2 triệu đồng một mét vuông đến 6 triệu đồng một mét vuông. Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đơn giá bồi thường này chỉ là đơn giá tạm tính. Khi triển khai thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ tái định cư, Ủy ban nhân dân bốn địa phương sẽ hợp đồng với đơn vị tư vấn độc lập thẩm định đơn giá đất cụ thể. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác, vở kịch sống mãi tuổi 17 sẽ được công diễn vào ngày 13 và 14 tháng 12 tới đây tại nhà hát tuổi trẻ. Với sự tham dự và đón xem của gần 1.000 đại biểu chính thức tham dự Đại hội Đoàn Toàn quốc lần thứ 12, nhiệm kỳ 2022-2027. Đây là thông tin được đại diện Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh cho biết tại buổi gặp mặt báo chí vào chiều qua. Vợ kịch Sống mãi tuổi 17 là tác phẩm sân khấu đầu tiên của nhà viết kịch tài hoa Lưu Quang Vũ, theo đại diện Trung ương đoàn, việc dàn dựng vở kịch nhằm một lần nữa khẳng định tinh thần quật cường của dân tộc Việt Nam không chịu khuất phục trước cường quyền và mọi thế lực áp bức đổ hộ cuộc đời và sự nghiệp cách mạng vẻ vang của anh lý tự trọng đã để lại cho lớp lớp các thế hệ trẻ việt nam nhiều bài học quý báu về lòng yêu nước và tinh thần tự tôn dân tộc về lòng can đảm và ý chí sắt đá của một chiến sĩ cộng sản chân chính về tình đồng chí đồng đội thủy chung son sắt và tấm lòng kiên trung sắt son niềm tin với đảng phấn đấu vì độc lập dân tộc vì chủ nghĩa xã hội Sáng qua tại Hà Nội, Ban tổ chức Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 đã tổ chức gặp gỡ báo chí để thông tin một số nội dung quan trọng. Theo đó, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 diễn ra tại Quảng Ninh và 10 tỉnh thành phố lân cận, quy tụ hơn 17.000 người, trong đó có gần 10.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 43 môn thể thao. Tại buổi họp báo, ban tổ chức đã đưa ra nhiều thông tin quan trọng liên quan về công tác tổ chức chuyên môn và thông tin tuyên truyền. Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 sẽ là cơ hội đánh giá toàn diện công tác đào tạo, huấn luyện thi đấu của các ngành thể thao địa phương, đồng thời tuyển chọn những vận động viên xuất sắc và các đội tuyển quốc gia đi thi đấu quốc tế. Đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 11 địa phương đã chuẩn bị sẵn sàng cho các môn thể thao đại hội thi đấu. Lễ khai mạc đại hội diễn ra ngày 9 tháng 12 và bế mạc vào ngày 21 tháng 12 tại thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Trước đó, drawing là môn diễn ra thi đấu sớm nhất đại hội khi khởi tranh ngày 18 tháng 11. Nội tiếp thành công trong việc tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, SEA Games 31, không thuốc lá, đồng thời tăng cường thực thi luật phòng chống tăng hại thuốc lá, Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9, cũng sẽ là một kỳ đại hội không khói thuốc. Chỉ còn chưa đầy 2 tuần nữa là Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 sẽ được khai mạc. Sau 4 năm thì một sân chơi chất lượng nhằm tìm kiếm bồi dưỡng các vận động viên ưu tú cho thể thao nước nhà lại được tổ chức. Cho đến lúc này công tác chuẩn bị đã gần như hoàn tất để chào mừng các vận động viên tham dự. Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 9 năm 2022 quy tụ hơn 17.000 người, trong đó có gần 10.000 vận động viên tham gia tranh tài ở 43 môn thể thao. Đây là kỳ đại hội có quy mô lớn nhất trong lịch sử kể từ lần đầu được tổ chức vào năm 1985. Hiện nay đại hội đã tổ chức hai môn thi đấu là rowing đã kết thúc và môn bắn súng. Và, và hiện nay là các cái môn thi đấu trước ngày khai mạc cũng sẽ khoảng 10 môn. Công tác tổ chức, công tác chuẩn bị các địa phương đã sẵn sàng cho đại hội. Quảng Ninh đang rất là háo hức để mà chuẩn bị uh, tổ chức cái lễ khai mạc. Mùng 6 thì sẽ là cái tổng duyệt lần cuối cùng và mùng 9 là sẽ khai mạc đại hội. Uh, tổ chức uh, trải dài 11 uh, tỉnh thành trên cả nước và với môn 43 uh, môn thể thao và rất nhiều nội dung thu hút uh, 10 gần gần 10.000 vận động viên đến uh, từ khắp mọi nơi trên mọi Tổ quốc. Sau 3 tỉnh thành và hai ngành là công an và quân đội. Uh, công tác chuẩn bị cho đại hội đã sẵn sàng về cân kinh phí cấp cho đại hội thì kỳ này là chúng ta được cấp là 45 tỷ đó, thì trong đó thì có cái chuyên môn là 40 tỷ cho tất cả các hoạt động và 5 tỷ chuyển về cho Quảng Ninh à, chuyển trực tiếp về Quảng Ninh để à, bổ sung vào cái kinh phí hai bế mạc đại hội đây là lần đầu tiên giải đấu được tổ chức song song tại 11 tỉnh thành khu vực phía Bắc. Ngoài Quảng Ninh còn có Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, Bắc Ninh, Bắc Giang, Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Hòa Bình, Vĩnh Phúc. Việc hầu hết các địa phương đăng ca đại hội đã tổ chức thành công SEA Games 31 đã tạo những thuận lợi về cơ sở vật chất, trang thiết bị thi đấu, đội ngũ những người tham gia điều hành, tổ chức thi đấu, Đại hội sao toàn quốc với số lượng vận động viên rất lớn, cũng như một SEA Games thu nhỏ, không có các nước, không có quốc gia tham dự nhưng mà cái công tác tổ chức, công tác chuẩn bị đối với một lượng lượng rất lớn như vậy trải dài rất nhiều địa phương, đòi hỏi công tác tổ chức phải chuẩn bị rất là kỹ càng từ cái lễ tân khánh tiết, đón tiếp vận động viên, công tác chuyên môn kỹ thuật, công tác phòng chống doping, rồi công tác về hậu cần, về giao thông, về y tế và đặc biệt là về truyền thông làm sao thông điệp của đại hội là vì một Việt Nam cường thịnh. Với cách làm mới đặt chất lượng lên hàng đầu, Đại hội thể thao toàn quốc lần thứ 9 sẽ là cơ hội đánh giá toàn diện công tác đào tạo, huấn luyện thi đấu của các ngành thể thao địa phương, phát hiện bồi dưỡng các vận động viên tài năng cần ươm mầm để đưa vào các trung tâm huấn luyện và tham dự các giải thể thao các khu vực và quốc tế. Chuyển sang phần tin quốc tế. Ấn Độ Dương Thái Bình Dương sẽ đóng vai trò quan trọng trong suốt tiến trình định hình tương lai của Canada trong nửa thế kỷ tới. Đây là quan điểm về chiến lược Ấn Độ Dương Thái Bình Dương vừa được chính phủ Canada công bố. Chiến lược kinh tế và ngoại giao mới ở khu vực Ấn Độ Dương Thái Bình Dương của Canada dựa trên 5 trụ cột chính, gồm thúc đẩy hòa bình và an ninh bằng việc cử một tàu quân sự đến khu vực, thúc đẩy đầu tư thương mại, tăng cường hỗ trợ quốc tế về nữ quyền, để giải quyết những thách thức liên quan đến phát triển trong khu vực tài trợ phát triển hạ tầng bền vững và tăng cường sự hiện diện ngoại giao, Bộ Ngoại giao Canada khẳng định Ấn Độ Dương Thái Bình Dương đang mang đến những cơ hội mới, đòi hỏi một sự thay đổi mang tính thế hệ trong chính sách đối ngoại của đất nước, bảo đảm cho người dân trong nước và khu vực được hưởng lợi từ sự tham gia của Canada. Trong giai đoạn 5 năm đầu tiên, nguồn vốn đầu tư sẽ rơi vào khoảng 2,3 tỷ đô la Canada, tương đương hơn 42.000 tỷ đồng. Canada nêu rõ sẽ siết chặt các quy định để bảo vệ sở hữu trí tuệ và ngăn doanh nghiệp Trung Quốc thâu tóm các nguồn khoáng sản quan trọng. Hạn hán nghiêm trọng ở California, một bang nông nghiệp hàng đầu của Mỹ, đã dẫn đến thiệt hại về doanh thu trồng trọt ít nhất là 3 tỷ đô la Mỹ trong hai năm qua. Đây là kết quả của một nghiên cứu phục vụ Bộ Nông nghiệp và Thực phẩm bang California việc cung cấp nước mặt ở thung lũng trung tâm nói chung đã giảm tới 43% trong hai năm qua, buộc nông dân ở bang California phải bỏ trống hơn 1,3 triệu mẫu anh, diện tích đất không còn hoạt động nhiều nhất trong thời gian gần đây. Khoảng 70% diện tích đất được tưới tiêu ở lưu vực sông Colorado được sử dụng để trồng thức ăn cho gia súc. Hạn hán chắc chắn sẽ khiến giá của các loại cây trồng này tăng vọt. Tình hình có thể tồi tệ hơn vì các khu vực canh tác phía nam bang California phụ thuộc vào nguồn nước từ sông Colorado đang bị thu hẹp và có thể sẽ bị bỏ hoang nhiều hơn vào năm 2023. Năm 2021, chính phủ Liên bang Mỹ đã tuyên bố tình trạng thiếu nước chưa từng có ở khu vực hạ lưu sông Colorado, đồng thời cảnh báo về việc cắt giảm nguồn cung. Chính phủ Anh sẽ chi 1 tỷ bảng, tức là tương đương với 1,2 tỷ đô la Mỹ để triển khai các dự án lắp đặt vật liệu cách nhiệt cho gia đình từ đầu năm 2023. Kế hoạch này nhằm mở rộng đối tượng được hưởng chính sách, thay vì chỉ tập trung vào các hộ gia đình khó khăn hơn trước đây. Dự kiến, kế hoạch lắp đặt vật liệu cách nhiệt cho hộ gia đình ở Anh sẽ bắt đầu được thực hiện từ đầu năm sau cho đến tháng 3 năm 2026 và sẽ giúp nước Anh đạt được mục tiêu giảm 15% lượng năng lượng tiêu thụ vào năm 2030. Chương trình này sẽ giúp hàng trăm nghìn người trên khắp nước Anh có thể cách nhiệt tốt hơn cho nhà của họ để giảm tiêu thụ năng lượng và giúp các hộ gia đình tiết kiệm hàng trăm bảng Anh mỗi năm giúp nước Anh giảm phụ thuộc vào nguồn năng lượng nhập khẩu. Số tiền 1 tỷ bảng này nằm trong khoản ngân sách đầu tư cho việc sử dụng năng lượng hiệu quả trị giá 12,6 tỷ bảng Anh theo kế hoạch được giải ngân đến năm 2028. Trang web du lịch trực tuyến Big Seven Travel đã xếp chợ giáng sinh Le Priziadeve ở thủ đô Brussels của Bỉ đứng vị trí đầu tiên trong số 50 chợ giáng sinh thú vị nhất trên thế giới, vượt qua những khu chợ ở Berlin Đức và Chicago Mỹ. Các tiêu chí được dùng để xếp hạng khu chợ Giáng sinh là số lượng khách, số lượt xem trên mạng xã hội TikTok cũng như các hoạt động được tổ chức. Theo thị trưởng thành phố Bruxelles, chợ Giáng sinh Bruxelles trở nên đặc biệt vì 250 ngôi nhà gỗ bao quanh khu quảng trường lớn Grand Place được chiếu sáng và trang trí bằng cây thông cao 40 mét, sân băng, vòng quay khổng lồ và lều cỏ, nơi Chúa Giêsu ra đời ngoài ra còn có nhiều hoạt động văn hóa và nghệ thuật khác cùng chương trình Bruxelles by Lights chiếu sáng các đường phố của thủ đô một vài tiểu thương bán đồ ăn ở chợ cho biết số lượng du khách đến đây đã tăng gấp đôi năm ngoái các cửa hàng đã tắt vòng hoa trang trí bằng đèn vào ban ngày và chỉ bật sau 17 giờ như một đóng góp nhỏ vào chương trình tiết kiệm năng lượng năm nay chợ Giáng sinh Bruxelles mở cửa từ ngày 25 tháng 11 đến ngày 1 tháng 1 năm 2023 dự kiến sẽ thu hút 2,4 triệu lượt khách Bây giờ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, chuyển đổi số được xác định là chìa khóa tạo động lực cho kinh tế tập thể, hợp tác xã phát triển nhanh và bền vững. Theo bài viết trên báo Nhân dân, trong bối cảnh hiện nay, tiến trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ, sâu rộng, nhưng riêng tại khu vực hợp tác xã còn chậm và thiếu chiến lược hành động cụ thể. Điều này đòi hỏi các hợp tác xã phải chủ động thay đổi cơ bản phương thức sản xuất, kinh doanh, đẩy mạnh hơn nữa quá trình chuyển đổi số để thích nghi với tình hình. Báo Tuổi Trẻ dẫn số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Đông Thôn. Giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam vẫn ở mức 438 đô la một tấn, cao hơn hàng của Thái Lan từ 13 đến 28 đô la một tấn và cao hơn gạo Ấn Độ là 60 đến 65 đô la Mỹ một tấn. Tại Việt Nam, giá gạo xuất khẩu tăng do nguồn cung giảm, trong khi nguồn cầu tăng trong dịp cuối năm. Nhu cầu từ các khách hàng châu Âu nhiều hơn, đặc biệt là đối với các loại chất lượng cao, gạo thơm và các thị trường trọng điểm như là Philippines và Trung Quốc. Một số quốc gia châu Âu có xu hướng nhập khẩu gạo nhiều hơn nhằm thay thế cho nguồn cung lúa mì bị sụt giảm vì xung đột Nga-Ukraine. Nông dân và doanh nghiệp lĩnh vực nông nghiệp vừa đón tin vui khi mà hàng loạt nông sản Việt Nam liên tục được các nước chấp nhận cho nhập khẩu chính ngạch. Theo thông tin trên báo Tiền Phong thì nhiều sản phẩm chính thức có visa xuất ngoại trong dịp cuối năm giúp cho nông sản Việt ngược dòng ngoạn mục và được dự báo là tiếp tục lập kỳ tích trong thời gian tới. Một số chuyên gia kinh tế nhận định với tình hình này thì trong tháng 11, xuất khẩu nông sản dự kiến đạt được hơn 400 triệu đô la Mỹ và năm nay ngành rau quả có thể đạt kim mạch sấp xỉ bằng năm ngoái, khoảng 3,5 tỷ đô la Mỹ. Sang đến năm 2023, xuất khẩu nông sản dự kiến có thể tăng trưởng tới 20 đến 30%. Mặc dù cạn zoom tín dụng khó đẩy mạnh cho vay trong thời gian còn lại của năm 2022, song theo bài viết trên báo Giao thông, mặt bằng lãi suất tiền gửi tiếp tục tăng, đẩy lãi suất vay lên trên 15% một năm, khiến khó khăn bổ vây khách hàng vay tiền. Theo báo cáo của Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế Tư nhân cho biết, một số ngành như là thép đang đối diện với thực tế cung vượt cầu. Nhiều doanh nghiệp phải bán sản phẩm thấp hơn giá vốn là 30-40% đến để có dòng tiền hoạt động với chi phí lãi vay rất cao. Đặc biệt là doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng bị dừng hầu hết hợp đồng cung ứng vật liệu cho các công trình, còn các hợp đồng đã hoàn tất lại không thể thanh toán. Tuyến đường sắt đô thị đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh, Metro số 1 bến Thành Suối Tiên dự định vận hành vào cuối năm 2023. Thế nhưng đến nay theo phản ánh trên báo Lao động, việc kết nối với Metro số 1 qua mạng lưới xoay bít cầu vượt bộ hành để tạo thuận tiện cho người dân sử dụng Metro dù đã được đặt ra từ lâu lại chưa được triển khai. Tuyến Metro số 1 hiện đã hoàn thành gần 93% khối lượng. Dự kiến là đầu năm 2023, Metro số 1 sẽ chạy thử toàn tuyến, sau đó sẽ đưa dịch vụ tiện ích vào các nhà ga để khai thác thương mại vào cuối năm 2023. Theo thông tin trên báo Kinh tế và Đô thị, trong tuần qua thì số ca mắc sốt xuất huyết tại Hà Nội tiếp tục tăng, trong đó thì ghi nhận 1435 ca mắc sốt xuất huyết trong đó có 2 ca tử vong, thêm 72 ổ dịch mới. Dự báo là số ca mắc sốt xuất huyết có thể tiếp tục tăng trong thời gian tới, nguy cơ là có nhiều bệnh nhân nặng và tử vong. Một điểm đáng báo động trong đợt dịch năm nay đó là lượng lớn bệnh nhân trở nặng rất nhanh. Tại thành phố Hà Nội và nhiều địa phương đang trong tình trạng lưu hành nhiều dịch bệnh truyền nhiễm như là COVID-19, virus adeno, cúm A, cúm B với triệu chứng trồng chéo. Do vậy mà bệnh nhân đồng nhiễm nhiều bệnh, có bác sĩ các tuyến thì dễ chẩn đoán nhầm không điều trị đúng và kịp thời. Báo đại đoàn kết dân số liệu của Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình Bộ Y tế cho thấy là mức độ mất cân bằng giới tính khi sinh của Việt Nam đang ở ngưỡng rất cao, đứng thứ ba châu Á, tức là khoảng 111,5 bé trai trên 100 bé gái. Tỷ số giới tính khi sinh có diễn biến phức tạp và có sự chênh lệch giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền trong cả nước. Theo các chuyên gia y tế, sự mất cân bằng giới tính khi sinh sẽ để lại những tác động lâu dài đến cấu trúc dân số của đất nước. Với sự mất cân bằng này thì sẽ dẫn đến dư thừa nam giới khi trưởng thành. Ngay cả nếu tỷ số giới tính khi sinh giảm mạnh trong vòng 10 năm tới, tỷ lệ nam thanh niên dư thừa vẫn sẽ tăng trong 30 năm lên đến ngưỡng 8% và chỉ giảm sau năm 2049. Quý vị vừa theo dõi những thông tin mới nhất mà chúng tôi vừa cập nhật. Tiếp theo chương trình, mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin hấp dẫn khác cùng với biên tập viên Khánh Thư. Xin mời chị. Vâng, xin cảm ơn. Xuất khẩu sầu riêng chính ngạch sang Trung Quốc đạt nhiều thuận lợi cung không đủ cầu. Cần xử lý nghiêm việc ép khách hàng vay vốn phải mua bảo hiểm. Lượng hành khách bay nội địa tăng kỷ lục. Đây là những thông tin chính sẽ được truyền tới quý vị trong mục nhịp sống kinh tế ngày hôm nay. Ngân hàng nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các tổ chức tín dụng phải giả soát toàn hệ thống, xử lý nghiêm những trường hợp ép khách hàng phải mua các loại bảo hiểm không thật sự cần thiết khi cấp tín dụng cho khách hàng, bảo đảm phê duyệt hồ sơ giải ngân cho khách hàng đúng quy định theo ngân hàng nhà nước, hiện pháp luật về kinh doanh bảo hiểm đã quy định các nguyên tắc, quyền, nghĩa vụ của các bên liên quan trong kinh doanh và khai thác bảo hiểm, đảm bảo việc tham gia bảo hiểm là tự nguyện trên cơ sở nhu cầu và khả năng tài chính của khách hàng. Vì vậy, việc chấn chỉnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm của các ngân hàng là hết sức cần thiết. Theo báo cáo cập nhật triển vọng ngành dệt may vừa được VDSC công bố, dù đạt siêu xuất khẩu của năm 2022. Tuy nhiên, nhiều tín hiệu cho thấy xuất khẩu diệt may sẽ khó khăn trong nửa đầu năm 2023. Lạm phát tại nhiều thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam tiếp tục tác động tiêu cực lên nhu cầu tiêu dùng của nhóm hàng không thiết yếu, trong đó có sản phẩm may mặc. Điều này cũng tạo sức ép trong việc tiêu thụ hàng tồn kho trong quý 4 năm 2022, thậm chí kéo dài cho đến nửa đầu năm 2023. Vì vậy, VDSC khuyến nghị các nhà đầu tư chờ đợi các tín hiệu về triển vọng tiêu thụ phục hồi trở lại. Hiện giá gạo 5% tấm của Việt Nam đang được chào bán ở mức 438 đô la Mỹ một tấn, so với mức 425 đến 430 đô la Mỹ một tấn trong tuần trước. Đây là mức giá cao nhất kể từ tháng 7 năm 2021. Gạo 25% tấm ở mức 418 đô la Mỹ một tấn. Với mức giá này, nếu gạo Việt Nam tiếp tục duy trì đà dẫn đầu thế giới, các doanh nghiệp xuất khẩu cho biết nhu cầu đối với gạo Việt Nam đã cao hơn dự đoán trước đây. Xuất khẩu gạo năm nay dự báo sẽ vượt mục tiêu 6,3 đến 6,5 triệu tấn và giá sẽ tiếp tục tăng cao hơn cho đến cuối tháng 12 năm 2022 do dự trữ giảm và nhu cầu từ Trung Quốc và các nước châu Âu tăng. Đến gần cuối tháng 11, Việt Nam đã xuất khẩu gần 23.000 tấn sầu riêng sang Trung Quốc tại cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị, Lạng Sơn, ngày thấp điểm có hơn 10 xe, ngày cao điểm nhất có hơn 60 xe sầu riêng xuất sang Trung Quốc. Cục Bảo vệ thực vật cho biết, trong đợt đánh giá đầu tiên, tổng cục hải quan Trung Quốc đã phê duyệt 51 mã số vùng trồng và 26 mã số cơ sở đóng gói sầu riêng tại Việt Nam việc xuất khẩu chính ngạch đã khiến giá sầu riêng tăng cao nhất trong 5 năm qua, khiến bà con nông dân phấn khởi. Dù vậy, sản lượng trái sầu riêng hiện nay thấp nên cầu vượt cung, nhất là trái sầu riêng đạt chuẩn để xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc, không đủ số lượng để cung ứng. Giá na trái vụ giao động từ 45 đến 50.000 đồng một kg. Những ngày đầu vụ, giá na đạt 60.000 đồng một kg, cao gần gấp đôi so với thời điểm chính vụ hồi tháng 8 năm 2022. Đặc biệt, bà con thu hoạch đến đâu, thương lái thu mua hết đến đó, theo nhà trồng, giá na tăng cao là do sản lượng na trái vụ lớn một không nhiều, trong khi nhu cầu thị trường tăng mạnh. Bên cạnh đó, na trái vụ được mùa do chăm sóc tốt nên quả to đều, bình quân 3,5 quả 1 kg, na nhỏ hơn cũng từ 5 đến 7 quả 1 kg, má đẹp và ngọt đậm. Hiện nay, tại nhiều nơi, người trồng mía đang chuộng bán theo hình thức bán mía trục, mía dùng làm nước rẻ khát cho thương lái với giá từ 1.700 đến 3.200 đồng 1 kg bởi mức giá này đang cao hơn nhà máy đường, lại vừa không phải tốn tiền thuê nhân công thu hoạch và chuyên trở mía, cũng như không lo về tạp chất, chữ đường. Tại tỉnh Hậu Giang, vụ mía 2021-2022, nông dân đã xuống giống được trên 3.800 ha. Đến nay, bà con đã thu hoạch được khoảng 3.200 ha dùng để bán mía trục. Điều này đang khiến nhà máy đường tại đây chưa thể vào vụ ép do thiếu nguyên liệu. Chủ sở hữu sàn giao dịch thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp đầy đủ, chính xác, đúng hạn các thông tin chung của thương nhân, tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn, bao gồm tên người bán hàng, mã số thuế hoặc số định danh cá nhân, hoặc chứng minh nhân dân, hoặc căn cước công dân, hoặc hộ chiếu, địa chỉ, số điện thoại liên lạc. Riêng đối với sàn giao dịch thương mại điện tử có chức năng đặt hàng trực tuyến phải cung cấp thêm thông tin về doanh thu bán hàng. Việc cung cấp thông tin thực hiện qua cổng thông tin điện tử của Tổng cục thuế theo mẫu biểu quy định, không phải cung cấp thông tin cho từng cơ quan thuế theo các cách thức thủ công như trước đây. Trong tháng 11 đã có 8,67 triệu lượt hành khách thông qua các cảng hàng không, tăng 7% so với tháng trước. Trong số này, khách quốc tế đạt khoảng 1,67 triệu khách, khách nội địa đạt 7 triệu khách, tăng gần 509% so với cùng kỳ năm trước. Cục Hàng không Việt Nam đánh giá số lượng hành khách nội địa vẫn đang có xu hướng tăng mạnh, hiện đã đạt 81 triệu khách trong 11 tháng năm 2022, tăng 18,4% so với cùng kỳ năm 2019, thời điểm trước dịch Covid-19. Với nhiều dấu hiệu tích cực và sự tăng trưởng mạnh trong thời điểm cuối năm, ngành hàng không dự báo sẽ trải qua cao điểm Tết Quý Mão 2023 rất sôi động. Thưa quý vị, Sở Giao thông Vận tải thành phố Hà Nội vừa có văn bản gửi Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố Hà Nội và nhiệm vụ trọng tâm cuối năm 2022. Báo cáo của Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, từ đầu năm đến nay, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chủ trì phối hợp với công an thành phố và các quận huyện xử lý được 8 trên tổng số 35 điểm thường xuyên ùn tắc giao thông. Để cải thiện tình hình giao thông trong thời gian cuối năm, Sở Giao thông Vận tải phối hợp với liên ngành tiếp tục tập trung công tác tổ chức giao thông, xử lý 4 điểm ùn tắc giao thông tại nút giao Lê Văn Lương Hoàng Minh Giám, ngã tư Châu Văn Liêm Lê Quang Đạo, khu vực Cống Trung Văn, nút giao Lê Quang Đạo. Đường gom đại lộ Thăng Long. Theo thông tin từ Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Hà Nội, dự án xây dựng tuyến đường bộ trên cao dọc đường vành đai 2, đoạn từ cầu Vĩnh Tuy đến ngã tư Sở đang được hoàn thiện để thông xe vào cuối năm nay. Hiện nay chủ đầu tư hiện đã cơ bản hoàn thành theo thiết kế và đang triển khai công tác hoàn thiện để thông xe năm 2022, hoàn thành bàn giao đưa vào khai thác sử dụng dự án trong quý 1 năm 2023. Dự án có tổng mức đầu tư là gần 9.500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, hệ thống đường trên cao được xây mới sẽ giúp phân luồng và tăng khả năng lưu thông, giải quyết cấp bách nạn ùn tắc giao thông đang tăng nhanh trong giai đoạn hiện nay. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu theo kế hoạch phải hoàn thành vào tháng 8 năm 2023, tức là thời gian thi công chỉ còn khoảng 9 tháng. Tuy nhiên hiện nay khối lượng thi công dự án còn lớn do có nhiều tồn tại vướng mắc về mặt bằng. Để bảo đảm hoàn thành dự án theo tiến độ đề ra, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu ban quản lý dự án phối hợp chặt chẽ với ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An và các cơ quan liên quan xử lý dứt điểm các vị trí còn tồn tại vướng mắc về mặt bằng phát sinh trong quá trình thi công, kiên quyết xử lý theo quy định đối với các nhà thầu nhiều lần vi phạm tiến độ hợp đồng. Dự án cao tốc Bắc Nam đoạn Nghi Sơn Diễn Châu có tổng chiều dài là 50 km qua địa phận hai tỉnh Thanh Hóa và Nghệ An với tổng mức đầu tư gần 7.300 tỷ đồng. Tính đến nay, sản lượng thi công dự án mới đạt 54% giá trị các hợp đồng.